Vân này là cái hầm Hải Vân này là cái hầm một trong những cái hầm đầu tiên của Việt Nam. Là thế này là do người Mỹ Nhật đã đầu tư làm. Mà sau cái hầm này chưa ra là mấy cái hầm nhỏ nó ra rồi. Việt Nam mình là lại. Nghe thấy không? Cái tên này cái sai không? Nghĩ khác biệt, tạo khác biệt. Wow. Tốc độ tối đa 70 km/h. Rồi. Tôi nói khác biệt mà tạo khác biệt là đó. Bây giờ nó làm thoáng cho nó kính ngợp lắm hả? Giờ làm thông gió rồi nhiều không? Không, đợt này là nó làm một chiều á. Lúc trước là hai chiều. Khi tế là hai chiều lúc. Một hầm bây giờ là một chiều thôi. Cho nên đi ra là đi hầm bên kia. Khoảng hai đứa. Đúng rồi. Chiều đi là đi hầm đi thôi. Dạ, dạ, dạ. Cho mấy bữa là hai chiều đó. Dạ, mấy bữa hai chiều. Hai hầm á, cho nên đến thoáng Dạ. Tại vì nếu mà đi hai chiều đi một hai chiều ngược lại luôn á là cái hơi á nó không có thoát ra được tại vì nó quyền lại với nhau á. Còn mình đi một chiều á là cái hơi nó thông ra như nào là nó đi một hướng nó thông nó kéo hơi theo ở sau hơi theo rồi nó ra nó ra luôn cho nên nó không bị ngập. Còn mà bên cái giống như bên này vô bên kia ra mà hai cái nó quyền lại ở giữa thành ra nó bị tụ. Không, hầm Phù Giám phường tư mình chạy xe không đá được, còn Hải Vân là không cho. Có xe trung chuyển. Cái dài nguy hiểm có chung chi mà trong cái tai nạn một đời là có những kẹt ở giữa không đấy. Tính ra anh nói là cái hầm này là nhiêu 600 mấy? 6.300 mét, tức là 6.3. 6.3 đó, cái hầm này tính ra cái độ dài của nó là 6.3. Chứ, nếu
Sài Gòn thì nhẹ hơn trong Sài Gòn. Sài Gòn được đỡ ghế. Sài Gòn mà được nằm mấy luôn anh. Được nằm mà ấy có giấy phép để luôn sánh cho nó ngon. Ở này đâu có coi đâu ngủ. Mấy ông nói gì rồi mấy ông thông báo sao? À, đã thông báo tất cả chính phone của tài xế của ai cũng có bằng tài xế thì sao mấy ông? Tụi đâu có thấy đâu. Nói là đã đưa tin tức rồi. Bây giờ lại bên này là địa phận của Đà Nẵng rồi. Đà Nẵng.